dài bao nhiêu cm? Đấy, ẩu. Cái gì? Gì? Cái đấy hỏi Hải xem Hải có cầm thước ra đo bao giờ không? Nếu thì hỏi thôi chứ. Bả. Có một thằng con trai nào đấy, có một thằng con trai nào đấy mà lấy thước ra đâu. Mà nó chết luôn đó trời. Hải lụm li li chưa. Hỏi câu dễ vậy trời. Ồ, để thằng cái ẩu. Mấy người kia kêu hỏi Hải đi nhiêu phút. Chưa thử. Bao giờ cưới? Bao giờ cưới hả? Ờ. 3 năm nữa. 3 năm nữa hả? Ừ. Ok, một câu. Mối tình của chị lâu nhất là bao nhiêu? Tình lâu nhất hả? 3 năm. 3 năm á? Ừ. Lâu nhờ. Cái gì? Mấy phút vậy mấy cha? Đẹp biết gì mà nhìn nó cười vẫn cười theo. Hải hơn nhiều cm. À, cái gì? Không có gì. Ai là người hôn nhau hôm trước? Tất nhiên là Quang Hải rồi. Ngoài quỷ ma với ta. Sao mà ly được? Bên Thái nè. Hỏi câu vô tri. Chơi lại đi. Mình con trai mình phải chủ động, em hiểu không? Mình phải tấn công người ta. Đấy, mai hỏi câu dễ vậy hả? Gana hôn Kanomuro luôn.